Chào anh chị em nhé. Sau 6 cái video về tư duy kinh doanh bất động sản và về những cái kiến thức đường đối, cái cách mà chúng ta suy nghĩ, có kiến thức và có tư duy về bất động sản thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cái chuỗi những cái ngu trong bất động sản, và cái ngu đầu tiên cũng sẽ giới thiệu cho các bạn về tư duy, về cái đường lối. Đó là nếu như giả sử mà các bạn cái ngu đầu tiên của tôi ấy, thì nó cũng giống như đa số và rất nhiều người ngoài kia, đó là mình không có tư duy và kiến thức về bất động sản sớm. Và từ cái thời mà tôi đi làm sinh viên ấy, làm rất nhiều nghề khác nhau, nhưng rất tiếc hồi đó mình lại không không tiếp xúc được với bất động sản. Mình đi xe ôm Đại học Quốc gia 2 năm rồi, để sinh viên mình làm 11 nghề khác nhau nhưng mình lại không va chạm tiếp xúc vào bất động sản. Đấy là một điều rất là đáng gọi là tiếc với cá nhân mình. Vậy thì ngày nay tại sao các bạn phải có tư duy kinh doanh bất động sản và kiến thức về bất động sản sớm? Nói về ngành nào, trong cuộc sống thì các bạn đều cần phải có kiến thức hết, tất cả các ngành nghề, từ sức khỏe này, rồi là làm kinh tế này, rồi làm giáo dục, rồi là làm tất cả các trong lĩnh vực của cuộc sống, rồi là kỹ năng, rồi là kỹ năng sống, tất cả những cái đấy các bạn đều cần kiến thức, phải khẳng định như vậy. Nhưng cái nếu mà các bạn về về cái ảnh hưởng về tài chính lớn nhất của các bạn đó chính là kiến thức về bất động sản, tư duy về bất động sản. Vì các bạn khi sinh ra lớn lên là các bạn đều hàng ngày va chạm tiếp xúc sử dụng khai thác bất động sản. Các bạn sinh ra thì các bạn phải nằm trong một cái lô, trong một ngôi nhà. Khi lớn lên lấy vợ gả chồng thì các bạn phải có ngôi nhà để ở, và khi chết đi các bạn vẫn phải có chỗ để chôn cất. Vì vậy là bất động sản nó có một cái giá trị lớn mà hàng ngày bạn va chạm tiếp xúc sử dụng khai thác nó. Như vậy nếu bạn không có kiến thức thì bạn sẽ mất tiền rất là nhiều. Và nếu như bạn có kiến thức, biết khai thác sử dụng đúng cách, biết khoa học thì các bạn sẽ tiết kiệm hoặc là sẽ không mất rất nhiều tiền. Đấy. Thì cái sai lầm của tôi cũng giống như tất cả các bạn khác, đó là gì? Là tôi không được tiếp xúc và có kiến thức về bất động sản sớm. Nhưng khi mà tôi bước vào lĩnh vực bất động sản này thì là một câu chuyện rất là ngẫu nhiên, không phải đam mê, không phải định hướng, không phải có một cái hoạch định rõ ràng cụ thể và có chiến lược cụ thể, mà nó rất là ngẫu nhiên tôi vào lĩnh vực bất động sản. Và rất tiếc, một cái ngu nữa hồi đó là gì, tôi lại không dám gọi là có tư duy đầu tư ngay, tại vì hồi đó mình chỉ biết lao vào để làm môi giới và hạn chế trong cái việc kiến thức về tư duy đầu tư. Đấy. Thì tôi làm mất 5 năm môi giới, đấy nhẹ, mình chỉ làm 2 năm môi giới thôi là quá. Vì mình cứ nghĩ rằng là cái ngu của mình đó là gì, bây giờ đang làm môi giới này, đang kinh doanh nước bọt, đang kinh doanh gọi là gần như là không cần vốn, đang kinh doanh rất là an toàn này, bước sang đầu tư thì tiền ở đâu? Câu hỏi đầu tiên là tiền ở đâu? Câu hỏi thứ hai đó là ui trời ơi, bây giờ nếu mà đầu tư kinh doanh bất động sản cần nhiều vốn rồi, mình đi vay, sau đó mình lỗ, mình vỡ nợ thì sao? Đúng không ạ? Thì đấy là những cái ngu của tôi. Vì là sao? Khi đến bây giờ và rất lâu rồi tôi đã nhận ra đó là gì? Thực ra đầu tư kinh doanh bất động sản là đầu tiên là tiền đâu không phải là vấn đề quan trọng, mà là vấn đề gọi là thứ yếu và xếp sau cùng. Mà thậm chí là hiện tại bây giờ tôi đang kinh doanh bất động sản ở nội đô Hà Nội, với một cái giá trị tài sản rất lớn nhưng mà lại không đồng. Vì chính vì vậy nó chứng minh cho việc là ngày xưa tôi đã ngu ngu khi mà tôi chưa có cái tư duy và làm bất động sản không đồng. Và cái việc mà nếu mà mình có tư duy đó thì mình sẽ tìm cách để là tiến hành là đầu tư kinh doanh với số vốn không đồng. Vì sao? Vì bất động sản nó sẽ có 6 nguồn lực để làm, chứ không phải là tiền. Tiền nó chỉ xếp sau cùng thôi, và không có tiền vẫn có thể làm được. Thì các bạn sẽ xem cái video 6 nguồn lực của tôi đấy. Thì vậy thì khi đã xác định được và đã biết được là cần phải có tư duy đầu tư bất động sản sớm, khi các bạn có tư duy đầu tư bất động sản lại thì các bạn cũng sẽ khai thác sử dụng và
mua bán nhà cho thuê nhà và mua bán cho thuê bất động sản hay sử dụng khai thác bất động sản nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều cái việc mà các bạn không có tư duy đầu tư và kiến thức về bất động sản các bạn nhé. Nó có thể hàng tiền tỷ tiền rất nhiều tiền. Đấy. Thế thì khi các bạn có tư duy rồi thì các bạn cần phải có cách học. À, vậy thì học như nào? À, ngày nay thì có rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng và rất nhiều những người mà chia sẻ YouTube. Hàng ngày tôi vẫn nghe YouTube của rất nhiều người chia sẻ về bất động sản và ai tôi cũng nghe. Nhưng mà nếu mà ai đó mà nghe mình cảm thấy phù hợp thì mình sẽ nghe không thiếu một video nào. Và hàng ngày tôi thường xuyên cập nhật tin tức về bất động sản cũng như tất cả những các trang kênh về bất động sản để có kiến thức chuyên sâu hàng ngày và cập nhật hàng ngày hơn. À, vậy thì hiện nay các bạn chỉ cần gõ Google, hỏi ông Google và các bạn chỉ cần để ý là các bạn sẽ học được. Quan trọng là các bạn có duy trì và học được thường xuyên và là kỷ luật với bản thân mình và tiếp thu được hay không thôi. Chứ còn nếu mà các bạn đã chủ định có tư duy và các bạn cần phải có nghĩ rằng là mình luôn luôn phải có kiến thức cập nhật về bất động sản thì hiện nay không thiếu kênh, cứ gõ Google ra hết. Đấy. Và các bạn nghe những ai mà cảm thấy là nghe tất cả và nghe những ai cảm thấy phù hợp thì các bạn sẽ nghe những người đó. Đấy. Thế thì rất nhiều kênh mà chia sẻ kiến thức, quan trọng các bạn có học hay không. Và một cái khía cạnh nữa tôi thấy là gì? Thực ra là tôi vào bất động sản không phải là vì đam mê làm bất động sản mà nó là một cái câu chuyện rất ngẫu nhiên. Và hiện nay ngoài kia ấy, là tôi thấy là rất nhiều người gọi gì là theo đam mê nhưng mà lại không có tiền. Thì theo tôi là nếu mà đam mê mà không có tiền thì vứt bỏ nó đi, vứt quách nó đi ngay. Vì là thực ra nếu mà đam mê mà không có tiền ấy, thì các bạn là đang mê trong đau khổ và đang đam mê trong cái việc gọi là không thoải mái. Và đấy đã cái niềm đam mê của các bạn mà không mang lại cái sự thoải mái, không mang lại tài chính, không lo được cơm áo gạo tiền cho các bạn thì tôi quan niệm đấy là không đam mê. Và cái ngu ngày xưa là mình cứ nghĩ là mình đam mê cái việc làm giáo viên, mình đam mê cái việc là làm cái nọ cái chai. Nhưng mà ngày nay là tôi không ngu nữa rồi. À, bây giờ tôi sẽ làm cái gì là nó phải kiếm ra được tiền theo một công thức kiếm ra được tiền này, không vi phạm đạo đức pháp luật và giúp được nhiều người làm thấy vui thì tự nhiên cái nghề đó các bạn sẽ trở thành đam mê ngay. Và đấy là cái công thức bạn áp dụng ngành nghề nào cũng được, nếu như giả sử bạn làm mà ra tiền đúng không ạ, không vi phạm đạo đức pháp luật, giúp được nhiều người làm thấy vui y như rằng nghề đó sẽ trở thành đam mê. Không đam mê tại thời điểm này thì bạn sẽ làm, bạn sẽ đam mê ngay lập tức tại cái thời điểm mà bạn sẽ đạt được những yếu tố đó, những yếu tố đó. Và trong làm ăn kinh tế thì chia sẻ với bạn một công thức nữa, đó là gì? Cùng một số vốn trên cùng một thời gian cộng sẽ số an toàn. Thì cái gì sinh ra được nhân tiền cho bạn nhiều nhất thì bạn hãy làm nó, đừng có làm những cái gì mà thời gian cùng một thời gian cùng một số vốn cộng hệ số an toàn mà tiền nó ít, mà trong khi đó cái ngành nghề khác nó nhiều tiền hơn, nó nhân tiền tốt hơn. Tôi không nói bất động sản nhé, tất cả các ngành nghề khác nếu theo công thức đấy các bạn nhân tiền tốt hơn thì các bạn hãy làm. Cùng một thời gian cùng một số vốn trên hệ số an toàn nhân tiền tốt hơn hãy làm. Đừng thằng em tôi có một thằng em nó đang làm về lĩnh vực camera cho các tòa nhà, nó bảo em làm cái này đam mê nhưng đam mê không có tiền, không nhân tiền, không có nó có không vi phạm pháp luật đấy, cùng một thời gian đấy, cùng một số vốn đấy nhưng không nhân tiền tốt hơn, cũng không vi phạm pháp luật đấy, cũng không vi phạm đạo đức đấy, cũng giúp ích cho xã hội đấy, nhưng mà làm không thấy vui, không thấy ra được nhiều tiền thì tốt nhất là không nên làm, mà kể cả thấy vui mà không ra được nhiều tiền thì tốt nhất là không làm. Đấy, thì đấy là cái video này tôi muốn cho các bạn thấy được cái ngu của tôi và tôi đã khắc phục, đó là không có tư duy và kiến thức về một cái bất động sản sớm. Cái thứ hai nữa là trong cái ngu chung ấy, là về cái cách tư duy ấy, là cùng một thời gian trên cùng một số vốn. Ngày xưa tôi không có công thức đấy, cộng hệ số an toàn nhân tiền tốt nhất, hay là cái quan niệm về đam mê ngày xưa tôi cũng ngu là gì, mình cứ nghĩ là mình thích và đam mê ngày đấy nhưng mà không phải. Cuối cùng mình nhận ra là đam mê nó chỉ đến khi bạn kiếm ra được tiền, khi bạn là giúp đỡ được nhiều người khác, không vi phạm đạo đức pháp luật và làm thấy vui và làm phải ra tiền.
Đấy, thì ở đây tôi muốn nói cho các bạn hãy thay đổi ngay cái ngu đấy, và hãy thay đổi ngay khi các bạn là nhận thấy ra được cái điều đó. Và video này hy vọng các bạn sẽ nhận thức ra được cái đấy, không riêng gì với bất động sản mà tất cả các ngành nghề khác, và đặc biệt khi làm ăn kinh tế, trong hàng ngày các bạn phải sử dụng khai thác bất động sản, hàng ngày các bạn phải tiến hành, đặc biệt các bạn đang tham gia vào thị trường bất động sản, hãy thức tỉnh và là đừng vấp phải những cái ngu giống như tôi. Và cũng muốn là qua cái video này thúc đẩy các bạn hãy học hỏi kiến thức của tất cả các ngành nghề, mà trong đó cái ngành nghề nào mà giúp các bạn là kiếm được tiền, không vi phạm đạo đức pháp luật và làm thầy vu giúp được nhiều người, hãy chuyên sâu kiến thức và học hỏi cái ngành nghề đó để mình đạt được cái trình như vậy các bạn nhé. Ok, rất cảm ơn các bạn đã nghe video này. Nếu các bạn thấy hay hãy share, chia sẻ, đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo về cái ngu tiếp theo của tôi. Ok, cảm ơn các bạn.